những bí mật đằng sau việc chi hàng chục ngàn tỷ đồng để cứu bốt của tư nhân. Các quan chức lãnh đạo Việt Nam nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường với hy vọng nhận được sự hỗ trợ và ưu đãi về kinh tế, nhưng đến nay vẫn không được thừa nhận. Theo tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây, một nền kinh tế thị trường là không chấp nhận sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Bằng chứng về sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế tại Việt Nam, tờ báo Lao động vào ngày 21 tháng 3 nêu thắc mắc sao phải chi tới 10.650 tỷ đồng để cứu 8 dự án BOT. Đây là một trong những ví dụ mới nhất về việc nhà nước Việt Nam can thiệp vào nền kinh tế. Điều đó sẽ tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng. Bản tin của báo Người Lao Động cho biết Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình chính phủ đề xuất giải pháp xử lý khó khăn vướng mắc tại 8 dự án đầu tư kết nối hạ tầng giao thông theo hình thức BOT với tổng kinh phí 10.650 tỷ. Theo chuyên gia, đây không phải là việc mới. Trước đó, việc chính phủ Việt Nam cứu các dự án BOT diễn ra thường xuyên. Bằng chứng gần đây nhất là trong kiến nghị báo cáo chính phủ được truyền thông nhà nước đưa tin diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đề xuất chi tới 10.340 tỷ đồng tiền ngân sách, tức là tiền của nhân dân Việt Nam, để mà mua lại 5 dự án BOT thua lỗ và mua một phần của 3 dự án BOT khác gặp khó khăn. BOT viết tắt của là xây dựng, vận hành và chuyển giao. Theo đó, chính phủ các quốc gia kêu gọi các công ty tư nhân bỏ vốn xây dựng hạ tầng trước, thông qua đấu thầu, sau đó các công ty này sẽ được khai thác vận hành một thời gian, rồi chuyển giao lại cho công trình này cho nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đều phải chịu sự chi phối của nguyên tắc lời ăn, lỗ chịu. Đó là lý do các chuyên gia kinh tế đều thống nhất cho rằng các dự án BOT là vốn đầu tư của tư nhân, nếu thua lỗ thì doanh nghiệp phải tự xử lý, không được cứu bằng tiền ngân sách của nhà nước. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do đã cho rằng đề xuất này hoàn toàn không hợp lý bởi vì nó xuất phát từ điểm là một dự án BOT, mà vốn BOT tức là đầu tư bằng vốn tư nhân và được thu phí trong quá trình vận hành. Xuất phát điểm như thế nào đã được duyệt thì phải làm đúng như thế. Ngân sách nhà nước phải dùng vào việc khác, chứ không phải dùng để mà cứu BOT tư nhân. Đây là một đề xuất không những không hợp lý, mà nói thẳng là vô lý. Công luận thấy rằng việc chính phủ sử dụng vốn ngân sách của nhà nước để mà cứu các doanh nghiệp tư nhân làm ăn thua lỗ là điều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, đây là biểu hiện mang tính lợi ích nhóm. Mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng lý do chính phủ cứu các dự án BOT vì hầu hết các dự án BOT đều có cổ phần hay tiền góp vốn quan chức nhà nước, hay việc dùng ngân sách nhà nước để bù lỗ cho các dự án mà doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư chỉ là một hình thức rút tiền ngân sách để chia chác nhau mà thôi. Được biết, các dự án BOT lâu nay là mỏ tiền của các quan chức cấp cao của Đảng và gia đình họ. Gia đình cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và vợ bé Đỗ Thị Huyền Tâm là ví dụ điển hình cho thấy kinh doanh các dự án BOT mang lại lợi nhuận khủng ra sao. Nhà báo Huy Đức, tức Facebooker Trương Huy Sàn, vào ngày 14 tháng 9 năm 2017 đã viết trên trang cá nhân khẳng định như sau. Trước năm 2013, bà Đỗ Thị Huyền Tâm trong tình trạng thua lỗ, nợ nần tới mức bị ngân hàng liệt vào danh sách kiểm soát đặc biệt. Thế nhưng không hiểu tại sao tập đoàn của bà vẫn được giao hai dự án BOT nâng cấp sửa chữa đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ và dự án làm đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương. Theo đó, đoạn Pháp Vân Cổ Rẽ giai đoạn 1, cải tạo nâng cấp vẫn 4 làn xe được tính giá 1.974 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2015, giai đoạn 2 mở rộng thành 6 làn xe, 4.212 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành 2018. Vẫn theo nhà báo Huy Đức, từ chỗ nợ như chúa trộm, nay đã chạm tới hơi lạnh của cổng số 8, chỉ cần nhận được hai dự án BOT, các khoản nợ nghìn tỷ trở thành tiền lẻ. Hãy nhìn phòng khách chọc phú của vợ chồng bà Tâm hiện nay để thấy bản chất của BOT. Tiền đấy là tiền dân, tiền của chúng ta, chứ không phải là tiền của anh Đinh La Thăng. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải,
một nhân vật rất nhiều tai tiếng. Đầu tháng 2 năm 2024, đã có khoảng 30 nghị sĩ Mỹ kêu gọi chính quyền của Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Nhưng ngày 21 tháng 3 mới đây, theo báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị các doanh nghiệp Mỹ có tiếng nói mạnh mẽ với chính phủ Mỹ, mong Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Điều này cho thấy quan điểm của ông Chính và ban lãnh đạo Hà Nội khác biệt 180 độ so với quan điểm của Hoa Kỳ và phương Tây, kiểu ông nói gà, bà nói vịt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin những bí mật đằng sau việc chi hàng chục ngàn tỷ đồng để mà cứu BOT của tư nhân. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao Tô Lâm có tham vọng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình của họ Tập? Đúng như các đồn đoán trước đây, ông Võ Văn Thưởng đã bị buộc phải từ chức Chủ tịch nước chỉ sau có hơn 13 tháng nắm quyền, một điều hết sức bất thường. Tờ báo Dân Trí vào ngày 20 tháng 3 đưa tin Trung ương đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước. Bản tin cho biết vào ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp về việc cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch nước. Tờ báo Dân Trí loan tin. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Xét nguyện vọng và cá nhân và những vi phạm của ông Thưởng, Trung ương đồng ý để ông thôi giữ tất cả các chức vụ. Theo giới phân tích, có đến 2 chủ tịch nước bị phế truất trong hơn một năm, đồng thời tổn thất lên đến 4 trên tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị, 20 trên tổng số 200 ủy viên Trung ương Đảng, khi nhiệm kỳ khóa 13 của Đảng mới đi được có 3/5 đường thời gian. Điều đó cho thấy chất lượng công tác cán bộ của người đứng đầu Đảng là Nguyễn Phú Trọng rất có vấn đề. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng ông phải chịu trách nhiệm. Những lý do khiến ông Võ Văn Thưởng bị cho thôi chức lần đầu tiên được xác nhận một cách chính thức. Trong bài phân tích của tác giả Lê Hồng Hiệp đăng trên trang Forum với tiêu đề Hai chủ tịch nước bị phế truất trong một năm, triển vọng chính trị nào cho Việt Nam? Theo đó, ông chia sẻ. Ông Thưởng được cho là có dính líu đến vụ bê bối liên quan đến nhà phát triển bất động sản địa phương Phúc Sơn, hiện đang bị truy tố về các tội tham nhũng khác nhau. Các nguồn tin không chính thức nhưng đáng tin cậy cho biết, trong thời gian ông còn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trong thời đoạn 2011 cho đến 2014, một người thân của ông Thưởng đã nhận tới 60 tỷ đồng, tức là tương đương với 2,4 triệu đô la Mỹ thời giá hiện hành, từ Phúc Sơn được cho đã hối lộ cho ông Thưởng để xây dựng nhà thờ tổ của mình. Điều này hoàn toàn phù hợp với những đồn đoán trước đó. Vẫn theo ông Lê Hồng Hiệp, sự ra đi của ông Thưởng sẽ gây ra mối lo ngại cho các nhà đầu tư và vấn đề sức khỏe của ông Tổng Trọng cùng với nhân sự kế nhiệm chưa được lựa chọn. Có thể sẽ làm gia tăng đấu đá chính trị nội bộ trong Đại hội Đảng Toàn quốc kế tiếp vào đầu năm 2026. Quan trọng hơn, điều này càng gia tăng sự e ngại của các nhà đầu tư quốc tế. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo giới phân tích, việc ai sẽ ngồi vào ghế nóng Chủ tịch nước mà ông Thưởng để lại có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư thay thế cho ông Trọng đang diễn ra rất quyết liệt hiện nay. Các ứng cử viên đủ điều kiện để thay ông Thưởng bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bộ trưởng Tô Lâm và bà Trương Thị Mai được cho là những ứng viên có đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có tiền lệ phụ nữ giữ chức Chủ tịch nước và điều này có thể trở thành trở ngại đối với bà Mai. Hơn nữa, bà Mai cũng dính đến những cáo buộc liên quan đến tham nhũng xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng. Facebooker Hoàng Dũng đã đặt câu hỏi trên trang Facebook cá nhân rằng
liệu Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận có khai với ông Tô Lâm chuyện xây nhà, mua nhà cho Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hay không? Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai là nhân vật thân tín của Tổng Trọng. Do vậy, khả năng cao là ông Tô Lâm sẽ ngồi ghế chủ nước. Điều này cho phép ông tìm kiếm một suất ngoại lệ khi ông đã quá tuổi để ở lại Đại hội 14. Dù rằng ghế Bộ trưởng Bộ Công an hiện tại của ông Tô Lâm là ghế siêu quyền lực. Do đó, vấn đề quan trọng nhất vẫn là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an thay cho ông Tô Lâm. Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc hay Phan Đình Trạc sẽ là nút thắt của vấn đề. Nguồn thạo tin từ Hà Nội tiết lộ cho Thời báo.d biết rằng hiện nay Tô Lâm không còn giấu giếm tham vọng trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, theo mô hình chính trị của Trung Quốc như Tập Cận Bình. Điều này vào năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã áp dụng. Xin nhắc lại, Bộ trưởng Công an Tô Lâm có mối quan hệ đặc biệt và được ban lãnh đạo Bắc Kinh hết sức ủng hộ. Tới đây, nếu Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chính trị Việt Nam sẽ bị cột chặt thêm vào Trung Quốc, và tương lai Việt Nam sẽ ra sao thì ai cũng thấy rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Vì sao Tô Lâm có tham vọng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình của họ Tập. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.